Rồi, shop đồ con 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 3 tháng 4. Em sẽ lên kỳ là 505 nha anh em. Đó, kỳ 505 này á là em lên cần giá rẻ cho anh em nè. Bữa hổm giờ lên cần giá cao không à. Bữa nay lên cần giá rẻ cho anh em chơi ha. Thì bữa nay có combo nhiều lắm. 1 2 3 4 5 6. 6 combo ha. 6 combo cầm. Đó. Chứ hôm nay có cần tay nè, cần tay phíp về nè, cần tay phíp giá rất là tốt luôn. Carbon cũng có luôn ha. Có 3 cây cần tay carbon, có 1 cây gấp khúc. Chứ lại có mấy cây cần thay lỗi phíp như là ISO. Đó, ISO phíp với 1 cây 2 khúc nha. Bữa nay có một đống là mấy cây giống nhau là 4 cây nè, 4 cây ISO mà dạng ISO ngắn 2m4 anh em, hàng hiếm luôn á. Đó. Thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn. Anh em nào chúc 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Anh em nào mà chuyển khoản là bao ship luôn. Đấy. Thì thông tin chốt hàng của em ở đây ha, Zalo, số điện thoại đầy đủ nha, hai số này đều có Zalo hết nha, anh em vô số nào cũng được. Rồi, lên hàng nha anh em. Đây, đầu tiên là combo cho anh em. Đây, combo cho anh em 3 cây cần rút nè, cần rút ngắn nè, anh em thích cần rút ngắn lắm nè. Đó. Đây, hôm nay về được 3 cây thôi. Đây thì 3 cây này là nói chung là hàng bao lỗi nha, không lỗi nguyên bản hết. À. Đây. Thì đây đầu tiên thì em sẽ đi cho anh em trước là một cây, cây này 1m65. Đây, cây này 1m65 ha. Bát là bát nhựa nha anh em, bát carbon á. Đây, thì khoen là khoen kẽm nha. Cây này 1m65 còn rất là ok luôn. Hàng là bao lỗi cho anh em, khoen này anh em xài biết nằm hư đó ha. Đây, hai cây khoen kẽm. Đây cây này cũng gì nữa, khoen kẽm còn rất là mới luôn. Nè, cần chất liệu phíp nha anh em. Đây. Nó cây này dài 1m6 nha. Cây này 1m6, dòng tròn như nè. Nó cây này bát là bát kẽm nha, 1m6. Rồi tiếp theo là một cây 2m4, một cây 1m6, cây 1m65 và một cây 2m4. Cây 2m4 này khoen cũng là khoen hãng luôn ha, nhưng mà lòng sướng nha anh em, về anh em vệ sinh đi ha, khoen còn đẹp lắm. Đây, anh em vệ sinh lên là đẹp, khoen ok ngon lành hết trơn, lòng sướng luôn. Đó. Đây, bên trong ok ngon lành hết trơn nha. Đây, bát nè, bát là bát kẽm luôn. Thì ba cây này rút ngắn cho anh em chơi câu giải trí, câu đi du lịch luôn ha. Thì cây này mã số là mã số 1, giá là 400k ha anh em. Mã số 1 này 400k. Combo 3 cây cần này cho anh em. Rồi tiếp theo, mã số 2. Đây. Mã số 2 là combo cho anh em 3 cây cần 2 khúc nha. 2 khúc clip. 3 cây này dạng cần lua đó anh em. 3 cây này là dạng lua nha. Lua mà khoen kẽm nha anh em. Đây. Nè. Đây bát là bát kẽm, khoen cũng là khoen kẽm luôn ha. Đây. 3 cây này là hơi dạng lua. Hàng đai qua nha. Ba cây này là ba cây cần đai qua hết luôn anh em. Không, có một cây đai qua, hai cây đai qua thôi. Đây, hai cây này là hai cây trên này, hai cây đai qua ha. Còn cây này là cây gì đó. Đây, cây này tên là Fiberlast gì nè. ALBS nha. Cây này dài 1m5 nè. À, cây này dài 1m5. Dưới hai cây là hai cây dài là 1m68 anh em. Ha. Hai cây 1m68 và một cây là 1m5 nha. Thì mấy cây này là cần hai khúc hết trơn. Đó, thì đây. Có một cây là cây đai qua này, có để thông số lua cho anh em luôn nè. Cây đai qua này anh em đánh mồi là 2 đến 7 gram, cây này UL nha, cho anh em câu tôm. Đây, ba cây này anh em câu tôm, câu mực hay câu cá vặt gì đó ha. Thì ba cây này là hai khúc hết trơn nha anh em. Đây, cây này cắm lỡ nè. À, cây này cắm lỡ nè. Cây này hai khúc nè. Đây cây này cắm lỡ luôn nè. Ha, dạng cắm lỡ, hai cây cắm lỡ nha. Đây, một cây này khớp nối kẽm nè. Đây. Đó. Cây này hai khúc nè. Ha. Đấy. Đây khoen, cây này được cái bu Fuji. Ha. Thì ba cây này. Đó, combo ba cây này, hai cây 1m68 và một cây 1m5 nha. Đó. Đây, ba cây này combo cho anh em giá là cũng là 400k luôn nha anh em. Đây. Ba cây này 400k luôn. Đó, anh em là thích khúc mình lấy nha. Đây chất liệu là phíp nha. Nó phải mắc kẽm luôn. Mã số là mã số 2 nha, 400k luôn. 3 cây thôi. Tiếp theo. Mã số 3. Mã số 3 là 3 cây tiếp nè. 3 cây này 3 cây VIP luôn. Đây, một hai cây là hai cây carbon dây trong nè. Đây, hai cây cần carbon dây trong. Dài là 2m một cây Suzumi, dưới một cây là của Alpha Taco, một cây cứng 20 và 2m4 và một cây cứng 30 và 2m4. Hàng Korea hết nha. Mấy cây này anh em về anh em lên khoen là rất là ngon luôn anh em. Mua bộ khoen anh em lên anh em. Đó, hai cây này carbon, khoen bát là Fuji hết trơn nha. Đây. Dẫn nè.
vẫn là xứ xích luôn anh em. Đó, hai cây carbon ha. Đây, hai cây carbon dây trong. Rồi, thêm một cây cần đặt nha. Cây này cần đặt. Đây, một cây cần đặt anh em. Khớp nối nè. Khớp nối này đây. Khớp nối giờ anh em lấy nhám trà nha, tại nó đóng nó bị đóng đóng đuôi xanh đó nè. Đóng xanh nè, muối á. Cái đút vô nó hơi cứng, anh em chà lại thì cây này nó bị mất một khoen nha, bị hư một khoen nè. Đó em để vô luôn, thì cây này độ cứng tầm khoảng cỡ 50-80 đột đặc, anh em câu cá tra khỏi chơi luôn. Cây này dài 2m12 nha anh em. Đây dài 2m12. Đó. Thấy không? Ba cây này combo cho anh em, ba cây này là 600k nha anh em. Đây, ba cây này là 600k. Đó. Nha, carbon, một cây carbon, hai cây carbon với một cây cần đặt nha, sợi tinh đặt. Đó. Rồi, 600k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 là combo cho anh em, là bữa nay mới có mấy cây trúc nghệ nhân Nhật nè, mấy cây trúc của mấy ông Nhật làm. Cần trúc 100% luôn anh em, trúc hết trơn nha. Đây thì combo 5 cây, cái này là combo 5 cây nha. Đây. Hai cây cần tay gấp khúc. Đây, mấy cần tay gấp khúc nè, hai cây này như là 2m7 với 3m gì đó. Đây. Không nhớ. Nè, ok hết nha. Thì đây, đầu lóng nè. Thì mấy cây này cái đầu lóng của nó để em làm cái này cho nó dựng dựng lên. Rồi em nói cho anh em nghe ha. Đây. Nè, mấy cây này cái đầu lóng của nó nè. Đầu lóng của nó thì có một lóng nó hơi dập nè. Anh em biết sao, anh em về anh quấn chỉ lên ha. Quấn chỉ lên là chơi bình thường nha, tại nó đút vô sâu đó anh em. Nói chung là mình phải câu rô chơi ha. Câu rô chơi rô khuy rồi á. Câu là bao anh em luôn. Đấy, thì cây này nè, cây này nó bị chỉ thì nó hơi mục nè. Đó, anh em về anh em quấn chỉ lên ha. Em đẩy giá rất là tốt cho anh em chơi. Thì cây này, hai cây này dài tầm 2m7 hay 3m gì đó. Nè. Mấy cây trúc của mấy ông Nhật nghệ nhân Nhật làm ha. Gấp khúc. Đó, cái này là nó hai cây nè. Đây, rồi, cần tay ha. Cái này là cần tay hết luôn nha anh em. Đây, với một cây tay này nữa nè. Cây này dài tầm 1m8 2m gì nè. Đây, cây này 1m8 2m gì nè. Tay hai khúc. Ha. Thêm một cây nữa. Đây. Cây này nữa. Cây này tầm 3m6 nha. Cây này 3m6. Đây. Nè, mấy cái lóng chồng này ngon lạnh hết trơn. Mấy giống chồng rất là đẹp luôn anh em. Nè, cây này đẹp lắm nè. Ở ngoài thì đây. Ở ngoài không biết có té không có nè, nha. Có dập nè. Nó bị bung chỉ thôi anh em. Nè, nó bị bung lúc chỉ của mấy ông Nhật cũng làm nè. Nè, cũng té dập gì đó. Mấy đầu lóng giờ mà cái mấy cái này anh em về anh em quấn chỉ lời là chơi ok ngon lành hết trơn rồi nè. Nha. Đây thì em đó, ba cây nè, bốn cây ha. Thêm một cây này nữa. Cây này là 3m6 nữa. Đây, cây này 3m6 nữa nè. Đây, này, mấy ông Nhật cũng quấn cái đầu. Nó quấn cục chà bá luôn. Đây, đó ha. Về anh em quấn lời anh em chơi ha. Hoặc là anh em để dậy đánh cũng bình thường anh em. Nói chung câu go giết đồ là ngon lành, không có sao hết. Đó thì mã này là 5 cây. 5 cây em để rẻ cho anh em chơi ha. 5 cây này em để cho anh em giá là 500k thôi. Mã số là mã số 4 nha anh em. Đây, mã số 4. Đây, mã số 4. 5 cây này. 5 cây này là 500k ha. Đó. Nè, cho anh em về anh em sưu tầm chơi, 500k thôi, rất là rẻ nha. 5 cây luôn á. Rồi, tiếp theo. Rồi tiếp theo là mã số 5 ha. Mã số 5 cũng là một cái cây cần nè. Mã số 5 là mấy cần này quá là đẹp luôn. Một cái cần phân tay nha anh em. Dạng là cần trúc nghệ nhân Nhật nè, mấy ông trúc thủ công hết. Đây cần trúc. Trúc mà giờ dạng là mấy cái này là phân tay nha. Còn anh em nào muốn chơi cần máy thì anh em về bỏ cái phân tay này, anh em gắn cái bát lên nha anh em. Gắn cái bát là được chơi được một cây cần cần máy rồi ha. Đó. Ha, anh em bỏ mấy cái bát này đi. Bỏ mấy cái phần tay này đi, hoặc là anh em gắn thêm cái bát chồng luôn. Đây. Đó, thì bốn cây này. Đây, bốn cây này. Em đi từng cây nha. Đây đầu tiên cây này quá trời đẹp luôn. Nè, cây này bóng lưỡng luôn anh em. Cây này chút nó bóng lưỡng luôn. Cây này hình như dài tầm khoảng 3m. Cây này dài 2m7 3m gì đó. Nhưng mà cây này nó có một cái lỗi nha, là mất cái bu rồi nè. Đó, anh em về anh em mua bu gắn vô ha. Bu không có nhiêu tiền anh em. Đó, mua bu gắn vô cái là xong rồi. Đó, thì cây này anh em không muốn chơi mấy cái phần tay này thì anh em tháo này ra, cưa, tháo hoặc cưa ra, anh em gắn cái bát vô ha, gắn cái bát FX6 gì đó là anh em chơi được một cây cần máy rồi.
đó, để cho anh em sưu tầm hoặc là mình chơi giải trí luôn. Đây một cây, đây cây này, hai cây này tầm khoảng cỡ là 2m nha, hai cây này tầm khoảng cỡ là 2m, 2m1 gì đó. Đây hai cây, hai cây phân, hai cây này nguyên bản nha. Đây hai cây này không lỗi luôn. Đây phen ngầu ngon lạnh ok hết trơn nha. Đây mấy cái phen đề ba là Fuji, còn mấy kia là phen kẽm nha anh em. Đó hai cây này quá đẹp luôn nè. Đây, cũng là dạng phân tay hết. Nó anh em câu tôm được đó mình lấy nha, mấy cây này câu tôm thì đã luôn, rất là cảm giác. Rồi nha, hai cây này ngon lạnh luôn ha. Thêm một cây, một cây này là một cây dây trong anh em, cây dây trong luôn nè, có luồng dây trong sẵn gì á chưa, anh em về anh em luồng dây trong ha. Anh em lấy cái kim vũ nha nè, lấy cái kim sỏi quan rồi vũ thôi là nó ra. Đây cây này dây trong, cây này còn đẹp nữa, cây này quá đẹp luôn đó, cũng là phân tay luôn ha, dạng dây trong. Mấy ông Nhật cũng khoét sao mà có mấy cái mấy cần chút mà không khoét được dây trong luôn, hay chứ. Rồi bốn cây ha, cái này là bốn cây, cây dây trong này tầm khoảng cỡ là 3m mấy luôn ha nè, cây này cỡ 3m 33. Rồi thì ba cây, đây ba cây, bốn cây chứ ha, tổng cộng là bốn cây. Thì bốn cây này để cho anh em giá là 600k ha, mã số 5 nha anh em. Bốn cây này 600k, chạy ra 200k cây thôi, tiếp thôi chưa tới 200k cây nữa, có trăm mấy chục ngàn nha, trăm mấy ngàn nha, trăm rưỡi à, có trăm rưỡi cây, bốn cây là 600 ha. Tiếp theo này mã số 5 nha anh em. Rồi tiếp theo combo cho anh em là hai cần tay, một cây 3m6 với một cây là cầm tầm 1m8 nè, cây này cỡ 1m8 à, cây này hơn 1m8, cây này 2m mấy á, 2m 2 nha, một cây 1m8 với cây 2m2. Đây cây 2m2 này carbon luôn nè, cây này là hàng, đây cây này là mấy ông Nhật công chế nha, công chế gốc nè, ông độ gốc, đây độ gốc và 2m2 carbon luôn á. Đây cây này 2m2 3h luôn nha. Cây này cũng vậy, cây này thì cây này là một cây đai qua anh em, cây này như là cây đai qua dòng phíp đỏ nha. Đây mấy cái lóng là có lóng này có định vị cho luôn anh em ha. Cây này dài 3m6 nha, đây lóng này có cái dòng là dòng inox là chống nổ lóng nha anh em. Nó cây này 3m6 thì hai, một cây 2m2 với cây 3m6 này combo cho anh em hai cây này luôn, mã số 6 giá là 300k nha. Đó cây 3m6 này tầm khoảng 4h luôn anh em nha, một cây 3h, cây 4h luôn nha, mã số 6 này 300k ha. Tiếp theo mã số 7, cây mã số 7 là một cây cần này còn trong cái bao cái bọc luôn, một cây Olympic. Đây, cây này nó hơi dơ, cái bọc nó hơi dơ, giờ anh em vệ sinh lại ha, còn cần thì khá là đẹp luôn, cần là hầu như là rất là mới nè. Đây một cây Olympic nha, cây này dài 3m6 luôn nha anh em, thì thông số của nó nè, đây còn nắp chụp đầu luôn, cây này còn nắp chụp đầu luôn ha. Đây đọt ngon lành hết trơn luôn nè. Đó. Đây cây này còn khá là đẹp luôn, cây 3m6 nha. Đây thông số của nó, đây cây này thu gọn là 1m, thu gọn 1m, nặng 115g mà anh em. Đó cây này độ nảy là 3h luôn ha. À, giá thì giá có 220 thôi anh em, mã số 7 là 220k nha. Đây cây này lóng dài 220k cho anh em chơi nha. Đây 220k. Tiếp theo mã số 8, đây mã số 8 là một cây đai qua luôn anh em, một cây đai qua có đầu bao, đây có cái đầu inox bảo vệ lóng luôn nè. Đó cây này dài 3m6 nha. Đây cây này dài 3m6, thông số của nó đây 3m6, 8 lóng nha, cây đai qua luôn anh em. Đây đai qua nội đi Nhật luôn nha, chất liệu phíp. Đây nắp đít nè, ngon lạnh hết trơn, cây này độ mới cũng cao lắm ha, 80%. Thì cây này mã số 8, nặng là 120g anh em, đọt là 0.8 nha. Mã số 8 này đồ nãy là 3h luôn, mã số 8 này giá là 220 luôn ha, 220k. Rồi tiếp theo mã số 9, đây mã số 9 là một cây IOS gì nè, No Dua, tên là No Dua gì đó. Cây này cũng 3m6, 8 lóng luôn nha anh em, cây này cũng khá đẹp luôn. Đây nắp đít ok hết trơn nha. Đây còn nắp đầu luôn, cây này còn nắp đầu nè anh em. Đây lóng thì quá đẹp luôn nè, đầu lóng ngon lành hết trơn ha, không có gân gì hết trơn đó, còn mới lắm, cây này mới quá mới luôn. Rồi thì cây này mã số là mã số 10. Ủa mã số 9 đâu ta? Ủa cây này mã số 9 nằm đây nè. Thôi vậy em giới thiệu mã số 10 trước nha, số 9 nó bị lộn. Đây mã cây này mã số 10 nha anh em, nặng là 120g, đọt 0.8, độ nảy là 3h luôn ha. Số 10 này 220 luôn nha anh em, 220k. Tiếp theo mã số 9 nè, cho chín lộn nè ha, số 9 anh em lấy nhanh thì còn nha, chín quá gọn luôn. Thu gọn cây số 9 này tầm khoảng cỡ là 40cm thôi anh em, 40 45 gì đó,
cỡ 40-45 cm nè. Đây nè, cây dưới này quấn chỉ luôn nè, quấn ra cầm đẹp lắm. Cây này đại qua luôn phíp đỏ nha, trồng đại qua phíp đỏ nè anh em, mới chát luôn. Cây này rất là mới nha. Đây mã số 9, nặng là 120g, dài là 3m6 luôn nha anh em. Cây này cũng là 3m6 luôn. Mã số 9 là nặng 120g, độ 0.8 nha. Cây này 220 luôn ha, cũng 220k luôn anh em. Rồi tiếp theo mã số 11. Đây mã số 11 là một cây đai hoa nữa nè. Không phải, cây này không phải đai hoa anh em, dòng là Winrod gì nè, Winrod gì đó, hình con đai bàn nè. Không phải đai bàn nữa mà hình con gì. Đây đai bàn, đai bàn đôi nha. Thì cây này 4m rưỡi anh em ha, 4m rưỡi, nắp đầu đầy đủ luôn. Cây này còn mới lắm anh em nè, ở trong mới chát luôn anh em, nhìn không thấy không, quá là mới luôn. Nó dài 4m rưỡi nha. Thì cây này thông số của nó là nặng là 230g, đọc là 0.8 nha. Cây này mã số 11, giá là 250 nha anh em, 11 này 250. Tiếp theo mã số 12. Đây 12 là một cây carbon còn có bao vải luôn nha, bao giấy nhung luôn anh em. Đây cây này dài 5m nha. Cây này độ nảy là 4H luôn anh em. Đây cây 5m carbon nè, nắp chụp đầu còn luôn ha. Cây này hàng carbon nha anh em. Đây đây đóng trên màu đen nè anh em, đây mấy đóng trên màu đen ha, nó carbon sấn gân. Đây nè, carbon sấn gân ha. Cây này rất là thẳng nha, cây này rút ra thẳng lắm. Cây này độ nảy tầm 4H nha anh em, đó độ dài thực tế của nó là 5m nha. Cây này dòng nội địa Nhật luôn, bị phai cái tên hết trơn rồi đó, dòng nội địa Nhật luôn. Cây này giá rất là rẻ cho anh em chơi luôn nè. Rồi cây này nặng là 200g nha, độ dài là 5m, đọt là 0.7 nha anh em, gốc là 23. Thì cây này mã số 12, để cho anh em giá là 600k ha. 12 này chỉ 600k thôi, một cây carbon luôn. Đây nắp đít nè, nắp đít kim loại luôn, còn nắp chụp đầu còn bao vải nhung luôn anh em. Đây bao vải nhung còn luôn ha. Đấy 600k thôi mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Đây mã số 13, cây này full hộp luôn. Cây này rất là đẹp nè. Cây này thông số của nó là 5m4 ha. Cây này dài 5m4, đọt là 0.7, gốc là 23. Cây này nặng là 180g ha. Đây cây này còn mới cáo luôn, hàng hàng trưng bày chưa sử dụng nè, còn bao giải luôn ha anh em. Nắp chụp đầu đầy đủ luôn. Ồ cây này góp chư linh, hàng của Korea nha. Cây này hàng Korea, made in Korea này anh em. Đây carbon sấn gân nè, chân nổ cộm luôn. Cây này mới mới cáo luôn. Đồ mới, cây này là 95% băng lên ha, rất là mới nha. Giá đỡ cho anh em rất là rẻ luôn, 650 thôi. Cây này đỡ cho anh em 650 rồi. Đồ nãy là 3H luôn nha anh em. Đây 650 thôi, cây này 3H full luôn, full nắp đầu bao vải hộp luôn ha, chỉ có 650 thôi nè. Dài 5m4 ha. Cây này nặng 180g, để anh em câu giết, câu rô hay là câu suối đồ đó, ngon lành luôn ha, câu cá mương được. Đây còn hộp luôn ha anh em, 650 thôi, cốt phiêu linh. Rồi tiếp theo mã số 13 ha. Cây này mã số 13 nha anh em, 13 này 650 nha. Tiếp theo mã số 14. Đây 14 bữa nay về được một cây gấp khúc nè, gấp khúc giả trúc. Thì cây này dòng hình con rồng ha, hãng Olympic nha anh em. Cây này mấy ông Nhật cũng ghi chữ một đống luôn nè. Đó, cây này cũng rất là giá trị nha. Đây, cái nắp đầu nè, nắp đầu là có tiếng này, có chữ luôn nha. Đây, nắp đầu cũng có chữ luôn nè anh em. Đó. Thì cây này dài 5m4 anh em. Đồ nãy là cây này nó dẻo nha. Cây này 2H thôi. Anh em câu có giết, câu go hay giết rồi đó, thì anh em lấy nha, go giết. Đây, cây này carbon nha, không phải phíp đâu anh em. Đây. Nó giả trúc nè. Giả trúc carbon, giả trúc nha. Của Olympic nội địa Nhật luôn anh em. Đây, mấy ông Nhật ghi cây này còn nhẵn cần luôn, hình con rồng. Đây cây này hình rồng ha. Thì cây này mã số 13 nha. Ủa, mã số cây này là mã số 14 chứ. Ok này em ghi em đánh dấu lại hai số trùng mà. Vì em đánh dấu cây này là số 21 nha anh em. Tại vì có 20 là hết, thì cây này số 21 nha, để cho nó không trùng. Rồi cây này mã số 21 anh em. Nặng là 150g, đọt là 1 ly nha. Cây này giá 750. Đây. Cái cán quấn chỉ nè. Đó. Tổng cộng cây này hình như có 6 lóng nha. Cây này 2 4 6. Đúng rồi, 6 lóng nha anh em. Đây 6 lóng, bên trong còn rất là sáng luôn. Độ mới tầm khoảng 85% ăn lên. Đây còn nắp chụp đầu luôn ha. Đó, nắp chụp đầu luôn. Anh em câu có giết rồi đó, anh em thích gấp khúc mình lấy nha, sưu tầm được. Đây hình rồng.
Thì cây này mã số 21 giá 750. Tiếp theo. Đây. Tiếp theo là một cây bảo kiếm của mấy ông Nhật ha, một cây cần trúc nghệ nhân Nhật, phải nói cây này siêu đẹp luôn. Cây này em tính để lại chơi nè, nhưng mà cần nhiều quá rồi. Để cho anh em chơi nha. Đây, một cây bảo kiếm, cây này có đóng mộc luôn. Nè. Một cây cần mà mấy ông Nhật cũng làm thêm một cái vỏ nữa anh em để bảo vệ cây cần ha. Đây, cái vỏ này là bảo vệ cây cần, ở trên là bích nè. Nè, cái này là bích nha. Đây, rút cây bảo kiếm ra cho anh em coi. Nè. Đó, một khúc nha. Trời ơi nó đẹp kinh luôn anh em. Nè. Quá trời đẹp luôn, vàng khoen nè, vàng khoen sứ sứ tím. Nè. Đó, bu nè. Bu cầu luôn anh em. Đây cái vàng khoen đẹp quá trời đẹp rồi. Kiểu khoen ruby vậy nè, như khoen ruby vậy. Đó. Đây, đồ cứng nè, đồ nảy nè. Nè, đồ nảy là gì ha? Đó. Đấy, thì cây này dài của nó. Độ dài của nó thì 60. Cái này là 1m2, cái này 1m nha. Cây này độ dài của nó là 1m nha anh em. Đây, anh em nhìn nè, cán này. Phải nói là siêu đẹp luôn. Đó, cho anh em về sưu tầm ha. Anh em đã thích sưu tầm mình lấy nha anh em. Sơn mài rất là đẹp luôn. Cây này quá nói nè, cái khớp nói nè. Không có chơi vào đâu được. Đây, vàng khoen này cũng rất là giá trị luôn. Đó, cây bảo kiếm nha. Đây rút vô cái vỏ này, nó kích dịch luôn. Đó, thì cây bảo kiếm này mã số là mã số 14 nha. Nặng chỉ có 40 gram thôi anh em, đọt một ly nha. Đọt đặc nha anh em. Đó, đọt sợi tinh đặc nha. Thì cây này nó là mã số 14, giá là 450 nha. Anh em nào thích sưu tầm mình lấy nha anh. Đây cái gốc nè. Gốc đẹp vãi đi. Rồi tiếp theo. Mã số 15. Đây, 15 là một cây ISO nha. Cây ISO này quá đẹp luôn. Phen bát Fuji, cây ISO phép. Phen bát Fuji nha. Đây. Nè. Đây phen bát Fuji, cây này đồ nảy cao hay đọt to anh em. Đọt cây này to nha. Cây này quên đo đọt nó. Cây này đọt tới 1 ly đọt tới 1 ly 8 là anh em. Hù đọt ly 8 là phải thiệt. Đây, cây này đọt tới ly 8 lần ha. Nè, đây số phen nhỏ dài 4m rưỡi nha anh em. Phen bát là Fuji hết trơn luôn. Nè, phen bát Fuji luôn. Nó, nọ phen bát không mà đủ tiền em bán giá có 250 thôi anh em. Phen bát Fuji luôn. Cây thì còn mới lắm nha. Cần phép bên trong mới chát luôn. Đây, dòng HG chim biển, cây này ruby rồi đi Nhật luôn. Nặng là 320g ha, đọt 1 ly 8, mã số 15 này giá 250 nha. 250k, còn nắp chụp luôn anh em ơi. Đây. Còn nắp chụp đầu luôn ha. Đó, quá xịn sò luôn rồi. Đây nắp chụp đầu anh em chụp vô xong anh em móc cái này lên trên là xong ha. Nó có cái gờ cái này móc đó. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây ISO flip nữa, cây này quá đẹp luôn. Cây này dài là 5m1 hàng Kodia nha. Đó, cây này 5m1 nha anh em. Khoen bát cũng là Fuji luôn, nắp chụp đầy đủ luôn ha. Đây khoen bát cũng là Fuji luôn anh em ơi. Họ bộ khoen không mà đủ tiền rồi. Đây nè, cần khoen quá đẹp luôn, cần trong còn mới cáo luôn ha, mới sáng luôn anh em. Đây, đó, cây này hà, đây Korea luôn ha. Đây, thì cây này dài 5m1 anh em. Đó, à, đây, đọt cây này đọt tầm khoảng cỡ số 1 nha. Cây này đọt số 1 đến 1.5 thôi. Thẳng nảy nha, chứ không phải là cong đâu. Đó, cây này thẳng nảy nha. Đây, à, hướng dẫn cho anh em chụp cái nắp chụp đầu nha. Đây, cái nắp chụp đầu thì anh em chụp mấy cái van trên này thôi. Nè, anh em chụp vô cái mấy cái van trên. Rồi anh em ok cái phen này luôn. Đây nè, anh em chụp cái gì nữa ha. Rồi xong anh em rút vô cái lóng. Đó, đút vô cái lóng. Còn cái dây này nè, anh em gài vô cái phen điều 3. Đó ha. Đừng cho nó chạy được. Ok, ngon lành này. Đó vậy đó. Rồi thì cây này nặng là 290g nha. Mã số 16 đọt 0.8 nha anh em. Cây này giá 250 nha. Đây cũng là dòng ISO phen nhỏ nha. Đây, qua dần đầy đủ luôn, cây này đẹp lắm. Phen bát Fuji nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 17 nè. 17 là một cây súp nha. Một cây súp phíp. Super súp 4m2 nè. Cây này cứng cho anh em đoan chơi lục đầu cạnh ha. Cây này cứng cứng 23 nha. Cây này độ cứng là 23. Đây dàn khoen là khoen bách hãng nha. Đây khoen bách hãng.
lòng sứ luôn. Đó, cái đọt to lắm anh em. Nè, cây này còn mới cáo à. Này, mới lắm. Một cây súc nha, cho anh em đánh bạc bãi, anh em chơi lục lục cành hay lăn xơi luôn đó. Đây, còn mới cáo luôn. Khuyên bát là khuyên bát hãng nha. Thì cây này súc bơi súc dài 4.2 anh em. Đây, thì cây này nặng là 490 gram đọt. Đọt 2.6 luôn nha. Mà số 17 này giá 350 nha anh em. Còn nắp chụp đầu luôn. Đó, nắp chụp đầu cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo mã số 18. Đây, 18 là một cây cần dây trong ha, một cây cây phíp, phíp đai qua dây trong. Cây này nó đi dây chẳng cho anh em, là giờ anh em chỉ câu thôi. Đây, đi sẵn cho anh em hết trơn dây rồi. Đây xỏ dây sẵn luôn hết trơn rồi ha. Một cây dây trong nha. Không chơi dây trong về làm bằng tay anh em, dài 2.7. Đó. Đây, dây này tốt nha, dây đen này nè, tốt vãi luôn. Rồi, thì cây này dài là 2.7 nha. Thì cân nặng của nó là 190 gram, đọt 1.8. Mã số 18 nè, giá 250 anh em. Nè. Cây này quá đẹp luôn. Anh em là thích chơi dây trồng đấy nha. Cây này để câu bóng đục anh em. Mấy ông Nhật cũng câu bóng đục. Rồi tiếp theo, mã số là 18 rồi 19 đây. 19 này là em có 4 cây nha. Đây, 19 này em có 4 cây giống nhau luôn anh em. Là mấy cây này, mấy cây đai qua ha. Dòng đai qua BG 2.4, 4 cây 2.4 HG chuyên biển hết trơn nha. Phan bát là Fuji nha. Đây, phan bát là Fuji hết trơn. 4 cây giống nhau ha. Đây, 4 cây giống nhau. Đây, mình lấy ra một cây cho anh em coi ha. Này, thì anh em nào mà chốt mấy cây mình nói nha. Em có 4 cây đó. Đây, nắp chụp đầu đầy đủ, cây nào cũng có hết trơn nha anh em. Dài 2.4 nha. Đây nè, phan ở trên là phan kẽm nè ha. Ở dưới có phan đều 3 là phan sứ, lồng sứ thôi. Đó. Đây 2.4. Đây 2.4 ha, đồ nãy nè. Đó, anh em có thể câu dạng như Hanchi, Ikara hoặc là ISO cũng được ha. Đó. Nè, đọt nè. Thấy không? Cây này khoai nói luôn, mấy cây này hiếm lắm nha. Mấy cây này mà carbon nó giá cao lắm nha anh em. Mà cây này dạng phíp thì có nó chung là ngắn này anh em chơi cũng như carbon rồi. Đây nó còn dẻo dai hơn nữa. Đó, thì giá mỗi cây là 300k ha. Thì thông số của nó nặng là 80 gram, đọt là 0.8 nha. Đó, mã số 19, 300k một cây, em có 4 cây nha. Anh em chốt mấy cây thì nói nha anh em. Đó, chỉ có 4 cây thôi đó. Thì mấy cái này đọt là đọt đặc hết trơn ha. Đọt là đọt đặc đó anh em. Đó, chứ không phải là đọt phíp đâu. Đọt là đọt đặc sợi tinh đó. Anh em câu khỏi sợ mà nó bị gãy sản nha. Nè, có nắp chụp hết trơn luôn. Thì 4 cây nha. Đây em có 4 cây giống nhau nè. Mã số 19, 300k một cây nha anh em. Đây, 4 cây giống nhau, còn mới lắm, 80% ăn lên hết. Tiếp theo mã số 20. Đây 20 là một cây Shimano nha, 2 khúc. Đây, một cây Shimano 2 khúc, hàng nội địa luôn anh em. Đây, Shimano 2 khúc. Cây này có mã code nè. 22094 nè, cây này hàng nội địa Nhật luôn anh em. Khoan bát là Fuji nha, cây này được thay bu nha anh em. Cây này thay cái bu nè, thay cái bu trắng nè, bu chân trắng nha, bu cũng Fuji luôn nhưng mà chân trắng. Đó. Hai cái bu nè mà thay nhìn cũng như xinh vậy nè, đẹp lắm ha. Nó thì cây này dài 2m55, độ cứng là 30 nha. Anh em có thể là như một thể loại Hanchi vậy nè. Cây này cũng như một thể loại Hanchi vậy đó. Anh em câu bè hoặc là anh em chơi lua cũng được luôn. Cây này nhẹ lắm. Anh em đánh lua khỏe luôn ha. Lua thì cứng tầm khoảng cỡ M á. Thì cây này Shimano đây, cái bát này, bát đẹp luôn anh em. Phèn bát là Fuji nè, bát đẹp cao luôn. Rồi cây này mã số là mã số 20 cuối cùng nha. Nặng là 180 gram đọt ly rưỡi nha anh em. Cây này để cho anh em giá 600k thôi. Đây, cây này 600k anh em lấy nhanh đi còn ha. Một cây nội địa Nhật của Shimano luôn. Đây, phen là Fuji hết trơn. Đó, rồi chào anh em ha.